Và có một vị hỏi đó là tuần trước sư có chia sẻ về cái vấn đề lý do làm sao mà sư xuất gia, cái cách mà sắp xếp những cái vấn đề trong gia đình. Bởi vì vị này cũng biết là sư từng kết hôn và làm sao để mà thu xếp được cái vấn đề này đối với cái người hôn phối. Thì như thế này nè, người ta có câu á là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sư không thể nào mà sư kêu quý vị là ly dị, bỏ chồng bỏ vợ để mà quý vị đi tu. Sư có thể kêu quý vị đi tu, kêu quý vị buông hết đi tu, nhưng mà sư không thể kêu quý vị là thôi làm ơn đi ly dị đi, sư không làm được cái chuyện đó. Tại vì cái đó thuộc về cái vấn đề là chia rẽ. Nhưng mà sư có thể kêu gọi quý vị xuất gia đi tu. Còn cái vấn đề mà quý vị giải quyết với chồng với vợ ở nhà như thế nào đó thì mỗi người mỗi khác. Làm sao mà sư có thể sư góp ý được cho quý vị, nhưng mà sư chỉ chia sẻ cái trường hợp của sư thôi. Có nghĩa là khi mà mình xuất gia là mình phải sẵn sàng một cái tâm lý là cái người vợ, người chồng của mình ấy sẽ đi lấy người khác. Chừng nào mà mình chấp nhận được cái thực tế đó thì quý vị mới xuất gia được. Chứ còn đừng có ôm cái mộng là tôi đi xuất gia thì anh cũng đi xuất gia, hoặc tôi đi xuất gia cô cũng đi xuất gia, hai người cùng đi tu thì nó đẹp biết bao nhiêu. Trường hợp đó hiếm lắm. Chỉ có những bậc như là nàng Vajudhala với Bồ Tát, thì cái kiếp nào mà ngài xuất gia thì bà cũng xuất gia theo. Nhờ như vậy đó đời đời làm vợ làm chồng. Hoặc là có những cặp vợ chồng đó, chồng xuất gia thì vợ cũng xuất gia, hoặc vợ xuất gia thì chồng xuất gia. Cặp đó rất là đẹp nhưng mà hiếm lắm. Còn chúng ta đó phải chuẩn bị cái tâm lý là khi mà mình xuất gia là mình phải sẵn sàng để cho người vợ, người chồng của mình đi lấy người khác. Phải sẵn sàng cái tâm lý đó. Cho nên cá nhân sư thì sư làm trước khi đi tu thì sư ly hôn. Ly hôn trước, rồi còn cái vấn đề sau khi ly hôn ấy, thì người ta như thế nào đó, người ta sống sướng hay sống khổ, người ta có đi bước nữa hay không, như thế nào đó là hoàn toàn việc của người ta, không còn liên quan tới sư nữa. Và cũng không cần phải tìm hiểu cái cuộc sống của họ như thế nào. Coi như là mình cắt đứt không có liên quan gì nữa thì khi đó mới tu được. Chứ như sư nhớ là có ở Thường Chiếu đó, có một chú cũng bỏ vợ đi xuất gia. Đương nhiên là ở những cái hệ phái phát triển thì đâu có cạo đầu đắp y liền đâu, mà phải có một cái giai đoạn thử thách. Thì ban đầu thì vị này cũng rất là tinh tấn, quyết tâm là bỏ vợ. Thì cô vợ cổ năn nỉ nhiều lần, thì chú này chú nhất quyết là chú đi tu. Cho tới một hôm đó, cô này cổ gửi cái lá thư, cô nói là thôi bây giờ anh cứ yên chí anh đi tu, không cần phải lo cho em nữa, việc nhà việc cửa thì em lo, còn điện nước thì có cái anh kế bên anh lo, rồi mấy cái việc nặng nhọc thì cũng anh kế bên anh qua anh lo, cho nên là bây giờ là anh không cần lo cho em nữa, anh cứ yên tâm anh đi tu. Quý vị biết là ngay sáng ngày hôm sau chùa vừa mới mở cửa là chú này chú lén chú về nhà luôn, về không thèm thưa hỏi ai. Thì quý vị thấy mình nghĩ là mình sẵn sàng để mình đi tu, nhưng mà đó, mình không sẵn sàng để cho cái người bạn đời của mình đi bước nữa, là khi đó là mình không tu được, chắc chắn là không tu được. Rồi cũng có một cô sư cô lên vừa khóc vừa kể với hòa thượng Thanh Từ ấy, là thưa hòa thượng là hồi xưa đó con đi tu, con ý con đi tu thì bạn nhỏ bạn của con nó rất là ủng hộ, nó ủng hộ lắm, tạo hết mọi điều kiện cho con đi tu, nhưng mà bây giờ nó gửi thiệp mời nó làm đám cưới với chồng con, giờ làm sao? Thì hòa thượng mới nói đó, như vậy thì cô yên tâm rồi còn cái gì nữa, con yên tâm rồi, vợ con thì bạn con nó lo, con của con bạn con nó cũng lo, nó lo luôn gia đình của con, vậy thì con yên tâm con tu đúng không?
thì tại sao con còn khóc? Có nghĩa là đó, mình cứ tưởng là mình giỏi lắm, mình chán gia đình rồi, mình bỏ mình đi tu. Nhưng mà đó, mình có thực sự mình bỏ được hay không? Mình có dám đối mặt với cái trường hợp mà thậm chí người ta dắt cái người vợ, người chồng hoặc là cái người bồ của người ta mà ta dắt lên chùa mà người ta gặp mình, người ta thăm mình, mình có dám đối mặt hay không? Đó, cái đó là cái quan trọng. Khi nào mà mình nhắm mình bỏ được cái đó thì thoải mái, tu nó dễ, còn không thì thôi đừng nói nữa. Chứ còn một khi mình đã đi tu, đi xuất gia là mình phải xác định rõ ràng cái mối quan hệ rồi. Chứ mình không thể nào mà mình nói là còn ráng níu kéo, thôi bây giờ bỏ, không còn làm vợ, làm chồng với nhau nữa mà vẫn còn làm bạn. Thì xin thưa nó hiếm. Phải sẵn sàng cái tâm lý là mình cắt đứt triệt để luôn thì mới được. Không thì không được đâu.